Thưa vị, người Ý bối rối vì huy hiệu đảng phái quá nhiều, tin từ Rome. Người Ý đang bối rối, khó phân biệt được 215 huy hiệu đảng phái. Phong trào hiệp hội đang được trưng bày ở Bộ Nội vụ để hy vọng được cử tri bỏ phiếu trong ngày bầu cử hay ngày 24 và 25 tháng 2 sắp tới đây. Đảng chính có nhiều quyền hy vọng và chiến thắng để cầm quyền là Đảng Dân Chủ đang do ông Pierluigi Bersani, lãnh đạo tự hào đưa lên các tấm bảng quảng cáo với dòng chữ Một nước Ý công bằng. Thưa vị, đã có rất nhiều mẫu quảng cáo khó phân biệt giữa các đảng phái. Ngoài quá nhiều huy hiệu của các đảng chính còn có huy hiệu của các nhánh chính trị của họ. Các đảng nhỏ, tổ chức của họ có thể làm cho người nhìn phải chóng mặt. Huy hiệu của Đảng Nhân dân Tự do của ông Berlusconi có hai cái. Một cái in rõ tên ông ta, một cái in tên tiềm ẩn. Một người dân ở Rome cho biết ông ta hoàn toàn không hiểu và có quá nhiều huy hiệu và chi tiết làm cho ông ta lẫn lộn. Một người khác cho biết rằng ông ta không hiểu tại sao những đảng nhỏ phải mất thì giờ vào tiền bạc để giới hạn chỉ những đảng nhận trên 4% số phiếu mới được chia ghế. Bộ Nội vụ sẽ quyết định chấp nhận huy hiệu tùy theo số người ký tên ủng hộ. Trong cuộc bầu cử năm 2008, có 153 huy hiệu được chấp nhận, trong đó có 181 huy hiệu. Nhà khoa học chính trị Franco Bafoncello của trường đại học John Cabot cho biết, đã có trên 200 huy hiệu, nhưng theo hệ thống bầu cử, chỉ có 6 hoặc 7 huy hiệu sẽ được vào Quốc hội, thưa quý vị.